chuyển quang Vitech VT05 này, chuyển đổi từ optical ra AV này, hay còn gọi là bộ chuyển đổi digital to analog này, có chế độ chức năng Bluetooth này, chạy được cả USB này và cổng mic này. Đây, đây là bộ Vitech VT05 này. Đây, chạy được vào cổng quang vào này, chạy được USB này, chạy được cả chế độ Bluetooth này, cắm được cả micro vào đây để hát karaoke nhá. Rất là tiện lợi. Đầu ra của nó thì có 3.5 và hai đường RL này. Test thử các chức năng này. Đây là cái chế độ và chạy về đây. Chế độ optical này. Chuyển sang chế độ USB này. Đây. Chuyển sang chế độ Bluetooth thì sẽ dùng điện thoại để bắt kết nối Bluetooth với Vitech VT05 để chạy. Đấy. Bộ chuyển đổi quang Vitech VT05.